Video này được tài trợ bởi nhà cái 1xBet, nhà cái uy tín hàng đầu châu Âu. Trong kế hoạch tăng cường hàng công, Arsenal đang quan tâm tới cầu thủ đa năng Gonçalo Guedes. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, các quan chức Arsenal bước đầu đã có những liên hệ với Valencia. Gonçalo Guedes đang thể hiện phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo cho đội chủ sân Mestalla. Tương đương ví như là Cristiano Ronaldo mới của bóng đá Bồ Đào Nha. Gonçalo Guedes không thành công khi chuyển sang PSG rồi lại phải gia nhập Valencia. Gonçalo Guedes đã tốt ở hai cánh và kỹ thuật tốt. Mikel Arteta tin tưởng cầu thủ 24 tuổi này sẽ mang tới nhiều giải pháp cho Arsenal. Theo Daily Star, Arsenal đang nghiêm túc xem xét hợp đồng giữa Raheem Sterling và Man City. Huấn luyện viên Mikel Arteta rất muốn đón ngôi sao chạy cánh người Anh ở ngay trong phiên chợ đông vào tháng 1 năm 2022. Đây là thương vụ được đánh giá là rất tiềm năng bởi Sterling rất muốn đá chính để duy trì vị trí trong đội hình của đội tuyển Anh. Chưa kể, ngôi sao 26 tuổi này chỉ còn 20 tháng hợp đồng với đội chủ sân Etihad. Arsenal sẵn sàng chi ra 60 triệu euro để có được điều mình cần. Tuy nhiên, pháo thủ chỉ muốn đáp ứng cho cầu thủ người Anh mức lương khoảng 160.000 bảng một tuần, thay vì mức là gần 100.000 bảng một tuần mà anh đang nhận tại Etihad. Dù mới chỉ sát cánh bên nhau được vài tháng, nhưng Gabriel và White đã thi đấu cực kỳ ăn ý. Họ luôn biết cách hỗ trợ và bù trừ cho nhau một cách ấn tượng. Gabriel là một cầu thủ vượt trội về thể chất, người sẵn sàng lao vào các tình huống tranh chấp với những tiền đạo. Trong khi đó, White thích hợp với vai trò quét ở phía sau và kéo bóng từ tuyến dưới lên trên. White vốn dĩ đã quá quen với việc thi đấu bên cạnh một mẫu trung vệ giàu thể chất. Tại câu lạc bộ Brighton, Lewis Dunn là một đối tác quen thuộc của tiền binh Arsenal và trung vệ người Anh có những phẩm chất tương đồng với Gabriel. Dunn và Gabriel đều tỏ ra vượt trội ở những pha không chiến hay tận dụng sức mạnh cơ bắp để tạo điều kiện giúp White chơi bóng theo cách của riêng mình. Mối quan hệ phát triển giữa White và Gabriel còn mang lại tín hiệu tích cực cho tương lai. Cả hai đều sinh năm 97 và còn có một tương lai dài tại phía trước. Khi đội bóng kịp đồng với bộ đôi này, kỳ vọng với những cái tên có thể phục vụ cho câu lạc bộ ít nhất trong 5 năm nữa. Đó là kế hoạch dài hạn mà Arsenal đang hướng tới và cho tới lúc này họ đang hài lòng với chiến lược đó. Nketiah là một trong những tài năng trẻ sáng giá trưởng thành từ lò đào tạo của Arsenal. Nhưng khác với những Saka hay Smith Rowe, ngôi sao 22 tuổi không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân trong màu áo pháo thủ. Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua từng có tin đồn cho rằng Arsenal tìm cách bán tiền đạo người Anh nhằm tăng cường ngân quỹ. Tuy nhiên sau tất cả, Mikel Arteta vẫn muốn giữ Nketiah ở lại để phục vụ cho kế hoạch phát triển câu lạc bộ. Tuy nhiên kể từ đầu mùa giải cho tới nay, cầu thủ sinh năm 99 vẫn chưa một lần tận hưởng bầu không khí tại ngoại hạng Anh. Phải chờ tới trận đấu giữa pháo thủ và AFC Wimbledon, Nketiah mới được dịp góp mặt vào đội 1. Dù ghi được một bàn ở cuộc đụng độ này, nhưng anh vẫn không thể chiếm lấy lòng tin từ Arteta. Tờ Guard dẫn nguồn tin từ Freetrade tiết lộ rằng Nketiah vô cùng thất vọng vì không có nhiều cơ hội để thể hiện ở Arsenal và sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới khi phiên chợ đóng cửa. Nguồn tin trên cũng cho hay cầu thủ 22 tuổi hiện đang thực hiện liên kết với Aston Villa. Đón quân của huấn luyện viên Dean Smith cần tăng cường hỏa lực cho hàng công sau màn khởi đầu khá tệ hại và chật vật. Do đó, muốn xúc tiến thương vụ chiêu mộ Nketiah để giải quyết vấn đề còn tồn đọng. Theo quan điểm tới từ Carlton Palmer, nếu không được Mazraoui tự trọng dụng thì Anthony Martial có thể cân nhắc chuyển tới Arsenal. Và dù đã không còn là một câu lạc bộ vĩ đại như trước, gia nhập pháo thủ không phải là một sự xuống cấp đối với Martial. Tuy nhiên, Palmer cũng khẳng định Man United khó có khả năng bán ngôi sao người Pháp cho ông lớn thành London. Chia sẻ trong một cuộc trao đổi độc quyền với Jadon Foosball, cựu danh thủ của ngoại hạng Anh chia sẻ: mọi người đã kêu gọi sa thải Mikel Arteta sau 3 tuần đầu tiên của mùa giải, còn bây giờ thì anh ấy đã giành được 3 chiến thắng. Arsenal là một câu lạc bộ lớn, thế nên việc chuyển tới Arsenal không phải là một sự xuống cấp. Mọi người nghĩ rằng liệu Arsenal có thách thức được chức vô địch hay không? Không, nhưng tôi nghĩ với những gì họ đã làm được trong quá trình cải tổ đội hình, giảm độ tuổi trung bình, họ đang xây dựng cho tương lai. Anthony Martial vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Thế nên nếu cậu ấy không còn thời gian thi đấu tại Man United, thì tất nhiên Arsenal sẽ trở thành một lựa chọn. Nhưng liệu bạn có bán ai đó như Anthony Martial,
một cầu thủ tài năng cho đối thủ cạnh tranh với mình hay không? Điều này rất khó xảy ra. Khi đến Arsenal từ Bồ Đào Nha vào kỳ chuyển nhượng chót ở mùa hè 2021, Tomiyasu không thể mơ về một khởi đầu tốt đẹp hơn tại câu lạc bộ phía Bắc London. Tomiyasu đã tỏ ra nghiêm túc trong 3 lần ra sân đầu tiên cho pháo thủ. Người hâm mộ Arsenal bầu chọn hậu vệ 22 tuổi là cầu thủ xuất sắc nhất trận sau trận Derby Bắc London hôm Chủ nhật trước Spurs. Tác động của Tomiyasu vô địch của Arsenal, nhất là hệ thống phòng ngự, có thể khiến nhiều người hâm mộ và giới truyền thông ở Anh ngạc nhiên. Nhưng nó không phải là một cú sốc đối với Andrea Pinto, giám đốc thể thao của St. Trident. Câu lạc bộ Bỉ đã đưa Tomiyasu tới châu Âu vào năm 2018. Điều đáng ngạc nhiên về Tommy là cậu ấy không chấp nhận sự thất bại. Pinto chia sẻ với Watt trong một cuộc phỏng vấn độc quyền. Cậu ấy không may mắn, không có gì được xem là may mắn đến với Tommy ngoài việc cậu ấy đã tập luyện và làm việc chăm chỉ. Bạn tìm thấy rất nhiều cầu thủ có phẩm chất cống hiến, nhưng Tomiyasu gần giống Ronaldo về sự quyết tâm, về sự chăm chỉ và khoản ăn uống lành mạnh.